truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Đứng kẹt. Tắt Zalo, tắt Facebook, tắt game, đi học bài lên. Không á. Không hả? Mẹ ơi. Hai này kỳ ghê luôn á. Cái gì của mẹ mẹ. Ghét. Ghét hả? Học bài nhanh lên. Hai. Cái gì vậy? Ôi đất ơi. Để chuông chát chích nghe ồn quá à, không học được nè. Biết rồi. Ê, chị. Bây giờ á, chị có cuộc hẹn ra ngoài rắp. Em ở trong đây một bài nha. Khi nào mà mẹ có hỏi á, nói chị nghe. No. Hai phải dạy em không thôi em mét mẹ. Ê, bây giờ chị sẽ chỉ em một cái chiêu này. Đảm bảo học đâu thắng đó. Biết gì không? Wake up. Wake up. Wake up. Chị cho. Ok, chị chịu không? Chịu. Đây, giờ chị sẽ chỉ em nha. Ở đây là cái hộp đựng ngòi bút chì đúng không? Em sẽ lấy một tờ giấy nhỏ thôi, nhỏ hơn cái hộp này. Em sẽ viết. Em phải viết chữ cực siêu và cực nhỏ. Viết viết xong em nhét vào đây. Đó. Lúc mà kiểm tra bài em cứ đặt bình thường. Đó. Xong mở lên. Khi mà thầy cô xuống em úp lại. Tinh vi. Em phải cực kỳ tinh vi nha. Nhưng mà nhỏ gì sao thấy. Em phải chịu khó chứ. Cái này là chiêu thứ nhất. Còn chiêu thứ hai. Bình thường em đi học em mang giày đúng không? Em muốn mút chữ lớn để em nhìn thấy rõ đúng không? Ừ. Đây, đế giày. Đó, em viết lên đây đúng không? Dán lên đây. Thầy cô mà không chú ý, mình lật lên. Đó, đâu có ai thấy. Thầy cô mà xuống, mình để xuống. Tính vi, tính đúng không? Đó, thầy cô lên thì mình dán lại. Đó, đó. Sao hả? Dán sao hả? Trời ơi, mẹ kêu con lên đây làm cái gì hả mỹ nhân? Kêu con lên đây để kèm em học. Vậy mà con lên đây con chỉ cho em quay cóp là sao? Đúng rồi. Con làm như vậy em nó hư hơn con biết không? Tự nhiên kia, cho con chỉ con văn lẫn đó mẹ. Đúng hả? Mẹ, có phải tại con đâu. Con bị ép buộc chứ bộ. Tuấn Kiệt nè, nó chơi game. Rồi nó năn nỉ con hả? Chỉ chiêu cho nó đi. Để hả, nó quay cóp á. Rồi nó còn nói với con hả? Nó sẽ đi giao hàng phi cho con. Thôi đừng có xạo, hai nó xạo hả mẹ? Còn con nữa, con... xạo. Con mới là xạo đó. Hả? Hết nói nổi con rồi Tuấn Kiệt. Tại sao vậy? Trời đất ơi. Dám dụ chị hai chỉ cho cách quay cóp hả? Mỹ Nhân, từ đây về sau không được chỉ em như vậy nữa nghe chưa? Đi về phòng của con đi. Tại nó năn nỉ con quá chứ bộ. Con nè, bắt đầu từ chiều nay mẹ sẽ kiểm tra bài của con nha. Còn bây giờ đi xuống lau dọn nhà bếp cho mẹ, xong sau đó đi lên sân thượng rửa sân thượng đi mẹ. Trời ơi là trời, sao ác với tôi quá vậy, tôi hận. Tuấn Kiệt, ngươi là chuyên gia gây chuyện gây rắc rối, chắc là cũng thuộc dạng thượng thừa chuyên nghiệp rồi. Chỉ cho ta cách gỡ rối đi. Ngươi có nghe ta nói không vậy? Ta cũng nghe đó. Nghe xong trả lời ta. Ta bán cái ngọc hoàng. Cái gì? Con bán cái ngọc hoàng. Giỏi. Nếu như ta không làm thì giờ này con đang trong giờ học mà.
Dạ. Các bạn của con học la lối sùm như vậy, tại sao con lại đứng ở đây? Dạ. Thái thượng lão quân đâu? Dạ con không biết. Thiên Lôi đang ở đâu? Dạ con cũng không biết luôn. Cái gì kỳ vậy? Thiên Lôi ở đâu con cũng không biết. Cái gì kỳ cục vậy? Ta giao trọng trách cho hai khanh ấy là giảng dạy cho con và các tiểu tiên ở trong kia, mà đặc biệt là con. Mà bây giờ trong giờ học con thì lang thang ở nơi này, hai lão ấy là lang thang ở đâu mà con cũng không biết luôn. Thầy, ta phải lên điện trị tội hai cái lão già này. À, Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng, không phải lỗi cho hai ngày ấy đâu, là lỗi cho con á. Ta dụ con thôi, chứ thật ra con biết là cái nút này do con thắt mà. Dạ. Nếu như con đã nhận cái nút này là do con thắt thì chính con phải là người gỡ ra. Bởi vì chỉ có con mới biết mình đúng sai chỗ nào thì con mới gỡ ra cho nó hợp lý được. Nút do con thắt. Ừ. Con định nhờ Ngọc Hoàng mở ra đó chứ. Ta còn bận nhiều chuyện lắm, không có rảnh vậy đâu con. Ừ. Nói vậy thôi, nút là do con thắt, con phải là người mở ra. Biết á, nút là do mình thắt thì mình phải tự gỡ. Nhưng mà gỡ làm sao? Ngài vừa từ sông Giao Thoa về ạ. À. Ừ. Ngài vẫn hay tới lui ở đó. Đúng vậy. Đó là nơi có thể nhìn thấu nhân gian. Ta thường tới lui tới đó. Dạ, thiếp biết. Ở đó, ta đã gặp 1001. 1001 ở đó? Đúng vậy. Chắc là lại muốn kết nối với nhân gian. Không phải, mà là tự vấn lương tâm. Tự vấn lương tâm? Hậu à, ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn đó. Bởi vì đôi khi mình làm một việc gì đó mà bản thân không biết đúng hay sai, cho nên tự vấn lương tâm để biết đúng sai cho nó rõ ràng. Nhưng mà có những chuyện hoàn toàn không rõ ràng chút nào. Xem ra ngài cũng tâm trạng thay cho 1001. Không phải tâm trạng thay, mà 1001 gợi nhớ cho ta một số chuyện. Ta cũng từng như vậy mà. Không phải là Ngọc Hoàng, là thần tiên, là ta luôn luôn đúng. Ta cũng từng sai. Quan trọng là nhận ra sai chỗ nào, và sau cái sai ta phải làm gì. Thiên Lôi á, thì nói không được ngồi yên một chỗ, tiến không được mà lùi cũng không xong. Ngọc Hoàng á, thì nói á, nút ta thắt thì ta phải tự gỡ, có nghĩa là ta phải đi, phải đi thôi. Mà khoan, ta phải đi đâu? Tới cung của lão quân. Nhưng mà sau đó rồi phải đi đâu? Ra sông ngắm trai. Ngắm trai, ngắm trai cái gì? Ta làm gì có trai để mà ngắm? U, chứ không phải là cái anh gì mà làm anh kiệt lực hay anh kiệt sức, cái anh gì đó. Oh my god, không phải trai. Trời ơi, nhìn cái... vậy, nhìn vậy mà dẹo hết trời. Kiệt quá. À. Kiệt sức, kiệt lực cái gì? Tên của người ta là Tuấn Kiệt. Mà sao ngươi nói như vậy? Tào lao. Thì cũng tại nhà ngươi thôi. Tự nhiên cái mỗi lần rảnh rỗi cái ra xong ngắm trai. Hôm nào rảnh á, chứ hôm nay ta đâu có rảnh đâu. Thôi kệ nhà ngươi, ta đi đây. Nhưng mà đi đâu? Kêu hoài vậy. Đúng rồi, ta cũng không biết đi đâu nữa. Cái thứ nhất á, là không biết đi đâu. Cái thứ hai á, là không biết làm gì. Ngươi nghe lén. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ